赞在争鸣中最为响亮。À, xin chào mừng các bạn đến với cái chiến dịch tiếp theo của mình trong cái loạt chiến dịch về dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Chocobo Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu vào một cái nhóm tướng mà nó không phải là nhóm tướng Ngụy Thục Ngô. Đó là Công Tôn Toản, Bắc Bình Vương. Tướng này thì thực ra nếu như các bạn chơi thì tướng này bắt đầu thì nó đi cản quân rất là tốt, bởi vì nó tướng màu đỏ mà. Nhưng về sau nó rất phế, bởi vì mình chơi đến chiến dịch của Lưu Bị thì mình thấy rằng là đến cuối cùng ấy, các bạn chỉ dùng tướng màu vàng, màu xanh nước biển và màu xanh lá cây làm chủ yếu thôi. Thứ nhất là quân của tướng màu xanh lá cây nhá, thì nó có khả năng chống kỵ, chống tên và cả chống bộ binh rất tốt, lính spy mà. Còn tướng màu xanh lá cây thì nó đua rất tốt, nó diệt tướng đối phương cực tốt. Còn tướng màu vàng thì nó bút sĩ khí cho quân đội. Tướng màu xanh thì nó sẽ hỗ trợ cho các đơn vị đánh xa rất tốt. Còn tướng màu đỏ này gần như về sau là lát kia là phế. Nhưng mà từ sau thì mình cũng muốn thử một cái cảm giác mới. Tướng này thì nó mạnh về khả năng tầm ảnh hưởng này. Và nó mạnh nhất là cái cộng 20% giáp cho sốc kỵ. Nhưng có lẽ mình cũng không dùng sốc kỵ về sau này. Mình sẽ dùng cận kỵ nhiều hơn. Đây là một cái điểm yếu của mình. Nhưng thôi không sao cả, chúng ta sẽ vẫn chơi. Mình chưa bao giờ mạnh về kỵ binh. Đó là một điểm của mình, tài rùa mà. Rồi giới thiệu qua qua thế á. Cái bộ phim này chúng ta xem nhiều rồi, mình không cần giới thiệu nữa. Tướng Công Tôn Toản, tướng nắm tay sắt. Rồi Hoàng Kim Trọng Nhân, Quả Châu Liên Quân, Cao Cử Đa Chí. Nói chung thì rồi chúng ta sẽ vào luôn. Rồi không cần xem qua bộ phim giới thiệu đâu. Đây, bắt đầu vào thì chúng ta có nhiệm vụ đầu tiên là yêu cầu lãnh thổ Hán Đế cảnh giác với Lưu Yên và Công Tôn Độ. Lưu Yên và Công Tôn Độ là đầu tiên chúng ta sẽ phải đánh thành Triệu Khiêm, là thằng này. Đây là Công Tôn Độ và Lưu Ngu đây. Chúng ta phải cẩn thận với hai thằng cạnh chúng ta luôn. Là thằng này, là thằng này. Vấn đề là bây giờ của mình rất đau đầu đấy. À, mình sẽ xem tướng nó có đồ gì mình đeo lên đã. Cộng 6 Khun Ninh nhá. Khun Ninh thực ra phe này thằng này nó đeo cũng hơi phí. Nhưng mà thôi tạm thời cũng chưa có thằng nào dùng nên là mình cứ cho nó đeo đó. Triệu Tuyển Long thì lại không có đồ. Thôi được, cứ từ từ. Chúng ta sẽ đánh trận đầu tiên. Đúng không ạ? Đánh thôi. Ây à. Đánh thôi, đánh trận đầu thì phải đánh nhá. Mình sẽ cố gắng giải quyết nhanh chiến trường này đã. Công Tôn Toản này nếu không nhanh là sẽ bị cả thằng Lưu Ngu và cả thằng Công Tôn Độ nó đánh đấy. Mình test thử một chút, mình xem thử một chút, mình chơi thử một tí thì mình thấy rằng là giới thiệu về Công Tôn Toản này khá là vất vả. Ú外与敌寇已历数载，如今不得不再度兴兵，以救神州于水火，为天下而战。晋朝，晋朝。Những cái tướng mà màu đỏ này thì ban đầu có thể là rất là mạnh các bạn ạ, nhưng về sau thì mình thấy nó rất là phế. Các bạn chơi thì theo mình thì ban đầu các bạn dùng tướng đỏ là cũng được. Nhưng mà về last game thì mình nghĩ các bạn nên chọn là tướng màu xanh nước biển, xanh lá cây và tướng màu vàng trong quân đoàn. Đấy là quân đoàn chủ lực. Còn các tướng màu tỏ đỏ thì các bạn có thể chỉ có cho đi theo để có thể hỗ trợ tấn công thôi. Chứ còn đứng trong quân đoàn thì nó hơi phế đấy. Về sau này máu bùn mà. Tướng đỏ này nó chỉ mạnh đam thôi nhưng mà máu lại rất là cùi. tướng Công Tôn Toản này thì cũng đã từng là một những lộ quân cùng hợp lực để đánh lại Đổng Trác. Nhưng mà về sau thì Công Tôn Toản và Viên Thiệu cũng như cùng các cái phe khác như Lưu Bị, Khổng Minh, Lưu Bị, Tào Tháo cùng chống lại Viên Thiệu. Viên Thiệu thì ban đầu hiệu triệu khá nhiều quân. Không biết mình sẽ đi theo lịch sử hay là mình sẽ đi theo không đi theo lịch sử. Nhưng mà dù là theo cái gì thì mình nghĩ là mình
cũng phải có sự lựa chọn. Rồi. Trận đánh đầu tiên. Để mình xem là chúng nó mạnh cỡ nào. Kỳ thật. À, mình quên giới thiệu với các bạn là cái bọn này nó có cái độ xạ kỵ rất là mạnh này. Mình không hiểu tại sao lại sinh ra cái lũ quái thai này, tất cả các chấm của nó đều màu xanh này. Tầm bắn của nó tận 250, có nghĩa là cực xa các bạn ạ. Đấy, thế nên là thôi chúng ta sẽ bắt đầu trận đánh đã. Mình sẽ giới thiệu từ từ, nhưng bây giờ mình sẽ bắt đầu trận đánh đã. Mình sẽ cho quân dàn lên đây đã. Đây đây, cho quân dàn lên đây. Ngự kỵ dàn lên đây. Lên đây. No. Cho Triệu Vân lên đánh trận đầu. Triệu Vân của chúng ta sẽ được solo. Nào, Triệu Vân đâu rồi? Ôi, Triệu Vân đúng rồi. Triệu Vân đâu? Triệu Vân đâu? Xuống, Triệu Vân. Từ từ nhá, xem điều quân nữa. Tướng nó sắp chết rồi. Mình sẽ cho đội bộ binh này nó lên một xíu. Nhưng mà không vào tầm bắn của cung thủ đối phương. Xa kỵ của mình vẫn đang bắn tới tấp của con nó rồi. Tốt rồi. Triệu Vân đã thắng rồi. Nó đang tấn công Triệu Vân của mình kìa. Triệu Vân đâu? Lên ngựa. Xông vào. Ôi đừng xông vào mấy thằng speed của nó. Công tôi toàn đâu? Xông lên. Diệt mấy thằng cung nó cho anh. Triệu Vân đâu? Giết mấy thằng cung nó cho anh. Đúng rồi. Triệu Vân đâu rồi? Đánh vào sau lưng nó ấy. Đạp thì phải đạp từ sau lưng vào. Rồi. Cử luôn mấy thằng này. Chúng nó xong rồi. Xong rồi. Kết thúc trận tiến rồi. Triệu Vân này mình thấy khả năng đua của nó cũng khá tốt các bạn ạ. Nó cũng không thua kém gì Quan Vũ đâu. Cái gì kia? Blood Fancy Free. Chúng ta nhận được một cái danh hiệu gì đó. Nó muốn là cái danh hiệu gì cũng được. Mình không ngán. Rồi. Chết có 32 thằng thôi. Chúng ta lấy được 74 đồng. Mình sẽ chọn hồi máu đó.
Bởi vì phe này nó hồi máu bắt đầu này, hồi máu hơi chậm. Chúng ta sẽ phải chọn hồi quân để có thêm. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tấn công vào Ung Châu. Ok, trận này chúng ta thắng thì mình sẽ auto. Bởi mình cũng không muốn mất thời gian. Tất nhiên là mình sẽ bị hao quân rất nhiều, nhưng mà điều đó không quan trọng. Những trận nó easy mình sẽ đánh auto. Đương nhiên là hòa bình chiếm đóng. Rồi chúng ta đã hoàn thành tiếp một cái nhiệm vụ là củng cố kiểm soát. Phần thưởng là chuyển đổi thành phố biên giới. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái phùng này của mình lên đã. Kiểu gì kiểu ban đầu chúng ta cũng phải xây cái này để có thực. Thành này thì mình nghĩ là tạm thời mình chưa nâng cấp vụ. Bây giờ thì hết lượt rồi. Mình sẽ bỏ cái đội này đi này. Nó thì khá là ngon nhưng mà nó đắt quá các bạn ạ. Vâng, cái lính speed này nữa này. Đấy thôi. Bỏ đi. Lượt sau thì chúng ta mới tuyển được quân. Gia tộc của chúng ta thì có con trai là Công Tôn Tục, tướng là Công Tôn Toản, và cao nhất là có Triệu Vân. Triệu Vân. Gia phả của chúng ta Công Tôn Tục đây, tướng là Tống Kim Bình, Quan Tĩnh. Mình không biết thằng Quan Tĩnh nó mạnh cái gì ấy. Nhưng mà thôi được rồi, mình sẽ qua lượt đó. Chúng ta nhận được hai cái hỗ trợ này thì có lẽ mình sẽ từ từ đã được lương thảo này. Và thôi được. Bây giờ chúng ta sẽ phải tiến quân thật nhanh đấy. Chúng ta phải cố gắng chiếm được một cái vùng nào đó để có khá nhiều lương thực thì chúng ta mới sống được. Bắc Bình, cái vùng Ung Châu này mình sẽ chưa nâng cấp hay là làm gì vậy? Cho quân vào đây đã. Mình sẽ recruit thêm một quân đoàn nữa. Điền Giai, Quan Tĩnh. Quan Tĩnh hay là Trương Mân? Quan Tĩnh đi, bởi vì mình có sẵn Quan Tĩnh rồi, trong quân đoàn rồi. Mà chúng ta cũng biết luôn cả cái điểm trung thành của nó. Rồi, chúng ta sẽ mua thêm quân cho Quan Tĩnh. Mình ban đầu nghèo như này thì các bạn cứ mua mấy cái thằng nông dân này thôi, vừa rẻ vừa dùng được. Mình cho ít đồ cho Quan Tĩnh nhá. Đây, cái này thì Công Tôn Toản dùng hơi phí này. Đấy, cái này nó bút vào Quân Ninh thì nó để cho Quan Tĩnh này đeo thì hợp lý hơn. Công Tôn Toản thì chưa có đồ, Triệu Vân chưa có đồ đeo. Thôi cả. Nói chung Triệu Vân thì khá khỏe nên là mình cũng không ngại lắm để đồ đeo. Ban đầu thì chúng ta cứ có Công Tôn Toản đi đánh nhau là được. Mình đang tính là tướng Công Tôn Toản thì thực ra nó chỉ đánh trận tốt thôi, chứ còn chỉ huy thì nó lại không giỏi lắm nhỉ. Giờ mình có đủ tiền mua mấy thằng nông dân này không nhỉ? Lính nông dân thôi, lính xịn quá mình không có tiền mua nuôi. Nó 700. Lính này upkeep 120. Rồi. Ban đầu chúng ta phải có kha khá quân một tí thì mới đánh nhau được. Thằng này để xem thằng này nó hỗ trợ cái gì nào. Tra bonus Finan Rus. Kích hoạt nếu battle trong trận chiến à. Gây thiệt hại nặng. Ngọn lửa của Phượng Hoàng. Kinh không? Sử dụng nếu cận chiến. Trừ 18 sĩ khí của đối phương. Nói chung thì tướng đỏ này thì nó thằng quan thằng Triệu Vân nó có toàn skin boost các anh em ạ. Đây này,
đến cái này nữa này, cộng 50%, ui, cộng 50% tỷ lệ tấn chuyên môn Nuclear Aviation, thế thì nó sẽ khủng khiếp cực kỳ luôn. Nếu mà lên được cái skill này thì hầu như là không thể đánh được nó ấy, không thể đánh trúng được nó ấy. Rồi. Thôi được, mà cái đấy thì chắc là chưa, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ tấn công vào bột hải để có cái fishing này, cảng cá này để có lương thực. Nếu không có lương thực là chúng ta khó sống lắm anh em ạ. Thôi rồi, cứ qua lượt đã. Phải có lương thực mới sống được. Mình tập trung có thêm thủy quân. Rồi. Chuyển đổi thành phố biên giới chúng ta được. Lần sau chúng ta sẽ hồi được quân. Rồi chúng ta sẽ tiến quân ra đây. Mình sẽ cố gắng đánh cái bột hải này đã, để có thêm cảng cá. Ngoại giao thì thằng công tốc độ này ban đầu nó thân mình, nhưng mà không hiểu sao nó lại cứ thích đập mình. Thôi được rồi, qua lượt đã. Thật ra chúng ta cũng chưa thể đánh ngay được, chúng ta vừa mới tuyển quân nên là chưa đánh ngay được. Tướng của mình cũng chưa hồi hoàn toàn. Chúng ta phải đợi lượt tiếp theo chứ. À, quân nó mạnh phết đấy. Cộng với quân ở thành, quân của mình thì lại chưa đầy. Từ từ đã, bây giờ thì bắt đầu nhánh công nghệ, chúng ta sẽ nghiên cứu vào cái nhánh nông nghiệp đã. Nông nghiệp này nó sẽ cho chúng ta khá nhiều các vấn đề để sau này chúng ta còn xây ruộng, xây gieo các kiểu. Bắt đầu thì và sau này chúng ta chủ yếu sử dụng cái nhánh quân màu xanh này. Rồi, hình như thằng kia nó chạy rồi, mình sẽ tranh thủ đánh luôn cái thành fishing này. Tấn công bột hải á. Rồi. Trận này easy mà nhỉ. Kiên định ý chí. Có điều là đánh auto này nó hay tốn quân lắm nhá. Nhưng mà cũng không quan trọng, bởi vì là ban đầu này thì chúng nó cũng không có đông quân để mà nó đánh mình đâu, nên là mình cứ đập thoải mái kiểu này cũng được. Mình không nhầm thì lượt sau là chúng ta ở đây rồi, chúng ta sẽ nâng cấp cảng này lên, chúng ta có ngay thực rồi, rất nhiều thực luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua lượt thôi, bởi vì cũng chẳng có việc gì làm cả. Chúng ta sắp có chuyện phải lo rồi đấy. Tập hợp hủy diệt lưu ngu là cái thằng ngay bên cạnh của mình đây này. Bây giờ chúng ta có một cái sự kiện, chúng ta sẽ đi theo câu chuyện hay là đi ngược lại câu chuyện? Mình sẽ đi ngược lại câu chuyện, đó là để mình tấn công thằng lưu ngu. Đây, mình sẽ đi ngược lại với lịch sử. Đây, để coi thằng lưu ngu là kẻ thù. Đây rồi. Bây giờ thì công tôn toản chúng ta sẽ lại phải đưa quân lên đây thôi. Chúng ta có khá lương thực đấy, nhưng mà cái thằng Nghiêm Cương này nó già lắm rồi, nó 51 tuổi rồi thì kệ nó thôi, nó không hài lòng mình cũng mặc kệ nó. Tiền của mình cũng không nhiều để mua lúc mua nhiều quân, nên mình chỉ có thể nuôi một quân đoàn này thôi. Rồi chúng ta qua lượt đã, mình sẽ vây cái thành U Châu này. Chúng ta chưa tới được, chắc phải mất thêm một lượt nữa. Chúng ta sẽ phải hồi quân đấy. Hồi quân thêm một lượt nữa.
Cũng được. 1-2. Mình nghèo tiền quá nhỉ. Thằng này nó bảo mình ký cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ok. Giờ này mình không muốn đánh nhau với thằng nào cả. Đánh nhau nhiều giờ này vỡ mồm ấy. Các bạn có thể thấy là phe Công Tôn Toản này các bạn sẽ phải đánh nhau liên tục. Hầu như là các bạn vào phát là các bạn phải đánh nhau rồi. Trong lúc quân của nó chưa mạnh lắm, mình nghĩ là mình sẽ phải vây thành ở đó. Trận này thì chúng ta thua sấp mặt luôn. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cắt lương thảo nó ra. Nó sẽ buộc phải tấn công ra, chắc chắn luôn. Quân của chúng ta thì chưa hồi được nhiều lắm đâu, nhưng mà mình sẽ bắt nó phải tấn công. Rồi, mình sẽ đánh khá nhanh cái khu vực này đi, chiếm thành Ung Châu. Mùa đông rồi. Thằng Hàn Phúc này mình thử xem nào, bán cho nó ít lương thực đi sao. Nó nhiều lương thực lắm. Tôi đã cố gắng lắng nghe giá trị của chúng. Thằng này nó sớm muộn nó cũng đánh mình, nhưng mà mình sẽ lấy hết tiền của nó đó. Không ăn thua nhỉ, nó tận những 3.000 Hàn Thức. Không ăn thua. Giai đoạn này chúng ta chưa bán thực được. Mặc dù chúng ta có một cái cảng cá đấy, nhưng mà nghe chừng cũng chưa ổn lắm. Nó cứ qua lượt đã, chắc thằng này nó sẽ ở trong thành nó ra nó đánh mình. Nó khá nhiều lính cung, mình không sợ lắm. Rồi, trận này thì tỷ lệ chúng ta thua rất là cao, nhưng mà không sao. Quan tính. Tướng của nó toàn quân sư thôi, mình không sợ lắm. Với cái thứ hai là trận này thì quân địch nó chủ yếu là cái này là gì? Trừ 100% khả năng. Cái lính của mình thì nó kháng tên hơi kém, nên là mình sẽ cho đội cung này lên trước đứng một chút xíu. Nó bắn cung trước đã. Khi nào chúng nó đến gần thì mình sẽ cho Quan Vũ của chúng Triệu Tử Long của chúng ta sẽ phải đua tướng của nó. Nó đến dàn quân phía bên này à? Mệt đấy nhỉ.
À nhưng mà nó không có kỵ binh mấy. Đúng rồi, có một đội kỵ binh bên kia thôi. Cho kỵ binh ra đây đã, chuẩn bị lùa cung của nó. Xong đấu nào. Không muốn xong đấu. Nó có một đội kỵ. Nó dồn quân kiểu khỉ gì đấy. Nó dồn quân kiểu khỉ gì đấy. Bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn. Bắn cho anh. Bắn đội kiếm cho anh. Cho rồi triệu tiểu long và quân tôn toản lên luôn. Áp sát nó luôn đi. Lùa. Ra đây, ra đây, lùa bọn. Lùa chúng nó. Giết tướng nó. Công tôi toàn đập, đập quân nó nhanh. Bộ binh đâu rồi, tràn lên. Đỉnh đỉnh đại danh à, công Xuân Zan. Nhưng ngươi phải làm thế nào chiến đấu? Lừa thắng ngươi một trận, bạn. Rồi, tiếp tục lùa bọn tầm xa nó. Không để cho nó chạy thoát. Công tôn toàn hét lên. Tiếng hét xung trận đâu? Rồi, Triệu Vân đâu rồi? Giết thằng này cho anh. Nó không chịu xong đấu. Nó không chịu đua. Nó không chịu đua. Bình tĩnh, phải giết đốt mấy thằng cung kia của nó đã. Đây. Ngươi làm được, còn không đủ tốt. Trân trọng những sống sót của mỗi hít thở đi. Hoàn thành không chui. Chạy. Chịu vân đâu rồi? Giết thằng này. Một quân cao hoàng tháo thoát, một quân nô phu. Ăn được. Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Bình tĩnh anh em, cứ bình tĩnh. Rồi, khử những tướng nó cho anh. Rồi công tôn toản úp lên, cho chúng nó điên luôn. Lùa ngay mấy thằng này. Công tôn toản đâu rồi, đập mấy thằng cung. Bắn vào đây cho anh. Bắn vào bọn này này, bọn này nó không kháng được tên. Kỵ binh rồi, ra đây. Đừng có đánh nhau bọn Spy. Mày chết. Ơ, à, sợ quân sư mình rồi, lên đây làm tí đi. Đứng nhìn, của. Tốt lắm, đi lùa bọn cung nó. Công tôn toàn ra đây lùa thằng này.
Đúng rồi, bắn vào đít như thế này thì nó làm sao mà đỡ được. Có thằng này tướng thì nó lì thế. Triệu Vân mãi không diệt được nó à. Ô thằng công tôn toản thì máu vẫn trâu thế nhỉ. Chưa giết được tướng của nó à? Triệu Vân chưa có đồ khác, yếu thật. Rồi. Không tôn toản rồi, ra đây. Sao hạ tướng nó chưa? Tướng mình nó được buff cái skill gì đấy? Hạ tướng nó chứ. Vẫn chưa giết được thập tướng này của nó à? Nhanh sao nào? Đội cung của mình đâu rồi? Đội kỵ của mình chạy ra đây, ăn cung của nó. Khó mà, chúng ta luôn đánh trận khó mà. Không sợ công tôn toản nhiều máu lắm. Trời. Bắn thằng cung rồi. Sao mãi ông chết thằng tướng nó đấy. Triệu Vân làm nào mà yếu thế, yếu đuối thế. Rồi, chết rồi. Quân nó bỏ chạy rồi. Tướng chết rồi con ạ. Rồi bây giờ tướng chết rồi thì chúng nó mới dễ cho mình được. Xuống ngựa phát ra nào. Vào đây. Công tôn toản xuống ngựa đập con này cho anh. Đi quân thang hoàng tháo thoát. Đi quân nô phu. Rồi. Xông lên, xông lên, xông lên, xông lên. À đây này, nó lại chạy đây này. Công tôn toản nó xuống ngựa rồi thì nó quân nó đập bọn này lát luôn. Vì chúng nó chỉ mạnh khi trên lưng ngựa thôi. Đội cung của chúng ta đâu rồi? Bắn cung nó. Triệu Vân. Mình luôn đánh những trận đánh khó. Hi, công tôn toản một mình cân tim à? Nhưng mà xem nào cứu công tôn toản chứ. Để chúng nó đánh quay ác quá. Công tôn toản máu thêm máu giấy đó. Chúng nó chạy hết rồi. Triệu Vân đâu, lại đây. Nhanh, kiểu đi bốt công tôn toản. Rồi. Ui, công tôn toản một mình cân tìm. Ui sổ ơi. Anh múa cây thương một phát. Rồi, chúng nó chạy hết rồi. Quân nó đông gấp đôi quân mình. Vãi nhỉ, đội kỵ kia nó giết được gần 600 thằng rồi. Kể ra mình có thêm vài con kỵ nữa thì tốt đấy. Cái gì đây? Không có đồ giá trị. Giết. Tiền không cần. Giết, 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 giết luôn. Chọn 9% hồi máu. Chúng nó bị trừ lương thảo.
cái này thì chúng nó bị trừ lương thảo này. Cái này thì quân địch bị trừ lương thảo nhưng mà mình sẽ lại mất tận 1000. Cái này quân đội chúng ta bị hết lương thảo, 50% lương thảo. Nhưng mà không sợ, bởi vì mình sẽ auto trận này thôi, bởi vì trận này nó chết sạch rồi. Đó là lý do tại sao mình kích cho chúng nó phải đánh ra ngoài. Công tôn toản lên cấp rồi, ok. Công tôn toản lên này, cộng vào đây đã, xong đó mình cộng vào đây. Triệu Vân lên cấp này, Triệu Vân lên cấp thì cộng vào đây đã, xong nhánh sau họ vào đây. Đấy, Triệu Vân, xem Triệu Vân có món đồ gì đeo được không. Autony thì có vẻ như là nên để cho công tôn toản nó đeo thì hay hơn. Tháo. Đúng rồi. Cái này nó tăng Autony. Thôi được, Quân Ninh này. Cái này là thăng Quân Ninh. Triệu Vân chẳng có đồ gì đi đâu cả. Hay rồi, chúng ta đã chiếm được thành Ung Châu. Như vậy là chúng ta có thêm một thành nữa. Và bây giờ mình sẽ sửa lại công trình đây nữa. Sửa lại thành đã, thành của mình bị hỏng mất rồi. Chúng ta mình nghĩ là mình nâng cấp thành lên đã, để xây thêm một lost mới. Chúng ta có cảng cá này là khá tốt rồi, không cần quá nhiều đâu, có một cái cảng cá là tốt rồi, là chúng ta có khá nhiều lương thực rồi. Rồi ôi, bây giờ mình sẽ phải nâng cái gì đây. Mình sẽ đi vào cái nhánh nông nghiệp trước, nhánh màu xanh trước. Hết lượt rồi. Hàn Phúc đã thông thân với mình. Kệ nó chứ, qua lượt đã. Mình sẽ đánh tiếp xuống đại quận. Quân chủ lực của nó chết rồi. Thằng đại ngu đấy dẹo rồi. Lưu ngu đấy. Đây nó chỉ là một cái trại nhỏ thôi đúng không? Không có quân đúng không? Giải quyết một cách đơn giản. Nó chỉ báo thương vong nhỏ thôi, nên mình sẽ đánh được. Có 71 thằng chết thôi. Rồi, chúng ta tiến quân cực nhanh càng tốt. Tiến quân càng nhanh càng tốt. Cái gì đây? Cái này nó giảm upkeep cho ngựa. Học vào cái này nữa. Chưa biết là lên theo hướng này hay theo hướng này trước nữa. Thướng hướng gì thì mình cũng nên học vào cái này. Cộng thêm đam cho lính đánh xa này. Đấy. Chúng ta đánh vào đại quận tiếp. Có vẻ như đánh đến đại quận là chúng ta giáp đến thằng nào rồi ấy. Ồ. Oh.
Hàm thức. Quán hiểu, thằng yêu. Nó đang bị âm một lương thực kìa. Bán cho nó ít gạo. Đồng mà nó không chịu cho nó bốn thực. Mãi không được. Rồi. Được có 139 đồng một lượt, nhưng mà giai đoạn đầu này mình khá nghèo nên là bán cho nó tí thực cho mình thêm tí tiền nữa. Nền kinh tế U Châu của mình. Thôi được, qua lượt đã. Mình phải giải quyết nhanh cái khu vực này. Tiêu diệt thằng đồng trác này, nó bảo đề nghị hòa bình với mình nhá. Không thể đồng minh. Thằng đồng béo này không được. Rèn bình, xiong xiong liệt hỏa chớ thiên. Y hội có xi mie đại jin chi shi. Qi jue er huo xi. Yu xia de bu guo shi bi bo zuo xiang er yi. Zai chen yi si. Yu jin chi zhong. Thế là anh chàng à, đồng trác của chúng ta đã dẹo. Đồng trác bị giết. Bây giờ đồng mân lên. Đồng mân lên cầm quyền. Nó còn một cái thành ở đây nữa. Đại quận. Chúng ta chưa tiến được. Cắm trại. Rồi bây giờ cố gắng xem nào. Không có tiền để xây dựng. Các cái thành của mình thì bây giờ đại quận đang bị giảm này, U Châu cũng đang giảm, chỉ có mỗi thực của mình là nhiều thôi. Chiếm nốt đại quận này nữa. Thằng này nói mua cái gì đấy? No. Thái độ tích cực. Công tôn tục tới tuổi trưởng thành rồi à? Phải đánh thật nhanh để kiểm soát một cái vùng lãnh thổ. Thương vong thấp à? Ồ, nó có mấy thằng gác thành nữa kìa. 189 thằng, quá ngọt cho được một đội hình. Cái gì đây? Hoàn thành nhiệm vụ lương ngu. Chúng ta được cộng tiếp cái điểm ảnh hưởng. Phe phái lương ngu bị hủy diệt. Cái gì? Hủy diệt Viên Thiệu á? Viên Thiệu ở đâu? Chúng ta đang giáp với một kẻ thù rồi kia kìa. Thằng này lên cấp à? Lừa tướng màu tím. Nói chung màu tím thì mình sẽ phải học cái nhánh này rồi. Mười phần trăm đam xuyên giáp. Học vào đây. Ra đây. Học tiếp vào đây. Cái này nữa. Hay già thằng con. Mình vừa kiếm được mấy món đồ mới à? Ờ, tăng tí máu cho thằng tướng này đó. Không, thằng này máu bùn quá. Kunling và Anthony. Chưa có đồ. Chúng ta nhặt được vài món đồ thôi. Thành U Châu.
nó thêm được tí tiền. Đại quận. Cái công trình này nó tăng cái gì? Để mình xem nào. Nói chung thì nó không tăng cái gì về à... Nó chỉ giảm upkeep cho kỵ binh thôi. Và giảm phí tuyển kỵ binh và upkeep cho kỵ binh. Nó không tăng tiền, tăng long gì hết. Cái này có ruộng là được rồi. Có một thành có thể nâng cấp, nó thành Ung Châu. Lên thành nhá. Bây giờ mình đang lo là khả năng cái thằng Công Tôn Độ ở phương Bắc nó sẽ đập mình. Hàn Phúc đánh nhau với Trương Dương. Công Tôn Toản, con hổ, cộng 15 sĩ khí cho quân đội. Thằng Trương Yên, nó giáp lãnh thổ của mình, ôi nó rất giàu. Tặng nó ít lương thực để lấy chỗ nào nó qua lại xem nào. Tặng nó 2 lương thực để à, lấy chỗ qua lại, vì cái hiệp ước không xâm phạm với nhau đã. Đây, thằng khỉ này nó ở đây rồi. Trung Sơn. Tôi quay lại rồi. Có hợp dụng, trung tướng y báo lại. Sử phong nụ hỏa ba. Đến đây thôi. Hãy sẵn khai. Sang kia chúng ta lại phải sang sông rồi. Từ đã. Lãnh thổ nhà Hán gần hết rồi, không phải lo. Mình sẽ cố gắng phòng thủ ở đây. Xem có tuyển được cái tướng gì khác không. Cái gì đấy? Hạ Hầu Uyên á? Chúng ta có thể tuyển được thằng Hạ Hầu Uyên cơ. Sao lại tuyển được Hạ Hầu Uyên nhỉ? Nhưng mà thằng đấy chắc là đắt lòi. 3.000. Ôi. Có thằng này nữa. Có thằng này là tướng của phe Tào Tháo cơ mà. Sao mình lại có được nhỉ? Chưa đủ tiền. Hàn Phúc. Chính Jin, bạn ơi. Công Tôn Tục lấy em Hàn Lệ An, không có gì mạnh lắm. Chúng ta chưa có gì để bán cho chúng nó cả. Thôi được, để lần sau tuyển cái thằng Hạ Hầu cái gì Hạ Hầu Uyên à. Là anh em với Hạ Hầu Đôn đúng không? Anh em của Hạ Hầu Đôn. Rồi để mình xem nó còn có tuyển được nữa không. Ồ, à đây, vẫn còn. May quá. Nhưng mà thằng này đắt lắm. Thằng này... nuôi nó tận đến 262 đồng cơ mà mất 3.000 mấy này. Ồ. Đắt nhưng mà nó ngon. Thành nhà Hán này. Cắt Đường Thảo nó ra, bắt nó phải đánh ra. Ồ, chúng ta có Hạ Hầu Uyên à.
再一次感受到了家的温暖。前推进，刚强不屈。Cắt lương thảo đó. Chắc nó sẽ vây, nó sẽ đánh ra. Chắc chắn nó sẽ đánh ra. Không dám đánh ra. Vãi. Trương Yên với Cao Điền đánh nhau. Quý tộc sinh con, nhiệm vụ thành công. Cộng 10% hồi quân cho nhiệm vụ ngoài biên giới. Chúng ta sẽ phải Trung tướng chỉ ở đằng trước, hàn xiao hoan yin. Khai trận. Đảo bình thiên hạ. Vô quân sở xương phí mĩ. Trang trận sát địch. Đánh được thì mình sẽ đánh luôn đi. Mình không cần đầu lâu lắm bởi vì quân nó ít. Nó chỉ là cái làng. Mình sẽ không để câu giờ nữa. Những trận nào mà không thể thắng auto được mình sẽ đánh. Bởi vì chúng ta đã có cái hỗ trợ hồi quân này. Đây này. Cộng 10% hồi quân nên là mình chiếm này, quân của mình hồi cũng nhanh lắm. Bây giờ phải cố gắng tiến vào Bột Hải à. Hàn Phúc là thằng này rồi. À, thằng Hàn Phúc ngay dưới này đây. Đây rồi. Thằng Hàn Phúc ngay dưới này. Đông Mân ở đâu thì mình chưa biết. Nhưng mà Hàn Phúc đây rồi, mình sẽ đập tiếp vào Bột Hải đi. Cái thành này sửa đã. Thu nhập từ công nghiệp. Phá hủy. Đầu tiên phải xây cái ruộng đã. Một vùng bất kỳ nào cũng phải có cái ruộng đã thì mới sống được. Ngũ Bắc Bình. Đại quận. Giảm phí nuôi kỵ binh. Từ nhá. Nó giảm được có 4%, tăng thêm 4% nữa thôi. Lên cái này trước. Thán thăm mạo ý mà. Hiệp định thương mại với thằng này à? Chấp nhận. Chúng ta cố gắng kiếm tiền đấy. Vương thất nhà Hán đang cử quân đi rồi. Chúng ta sẽ phải có quân ở đây rồi. Làm sâu quan cắt giữa Quan Tĩnh và Triệu Vân. Nó có một tướng một ngựa. Nó định đánh vào đâu nhỉ? Một lượt nữa chúng ta mới có thể xây dựng được. Phải giải quyết nhanh khu vực này đã. Bây giờ sao là Hàn Phúc này chúng ta có thể giao thương được không? Chưa giao thương được với nó. Mình mới giao thương được với mỗi thằng Trương Yên này. Nó đang hết lương thực. Mình thì lại không có nhiều lương thực lắm.
Từ từ đã, có gì mình sẽ bán cho nó sau. Mình ấy vừa bán và vừa tặng, có nghĩa là như thế nào? Đông Mân thỏa thuận hòa bình nhé. Tao mà lại phải hòa bình với mày. Thằng Công Tôn Độ ở phương Bắc nó quyết định chiến tranh với chúng ta. Mình chưa biết thằng Công Tôn Độ nó chỗ nào, nhưng mà nó dám đánh mình như vậy thì thằng này rất là bộ láo rồi. Rồi, chúng ta sẽ phải cho Hạ Hầu Uyên lên phía Bắc rồi đó. Bột hải à? Vây cái thành này. Thêm một tiếng nữa. Tướng màu tím à? Tỳ Tả Châu Lan. Điền Giai, Tỳ Tả Châu Lan. Thằng khỉ này lắm lính đấy. Thực ra nó đắt bởi vì nó lắm lính thôi. Cho thằng Ưng Huy thì hay hơn. Thằng này máu cũng trâu mà. Xung hoài trung trực. Có em Tống Kim Bình này. Quang Tuấn là hợp với đội này. Điền Giai nữa. Rồi cái lính đông dân này mà xài. 284 hết tiền rồi. Lượt sau phải bán ít lương thực đi mới có tiền mua quân được. May quá chúng nó rút quân ra khỏi thành. Mình đỡ phải đánh công. Hình như là nó có hai đội kỵ binh. Có điều tướng của mình nó chưa được nhiều máu lắm nhỉ. Đành chịu vậy thôi, cố gắng. Ai chà, lính của nó lính chất đấy. Lính của mình toàn lính nông dân, lính của nó lại lính chất kia. Cả sao cả, cứ giết thằng tướng trước là xong. Trong mọi trường hợp chúng ta cần phải giết tướng của địch trước. Trận này phải xem là chúng ta phải cơ động quân đội như nào đó thì mình có thể chơi được. Sau này chúng ta có, nếu mà mình tuyển được,
Mà tại sao mình lại có được cả Hạ Hầu Uyên nhỉ? Rồi. Khỉ thật. Tiếp viện của nó vào sau. May quá Triệu Tiểu Long của chúng ta vẫn còn nhiều máu. Không muốn xong đấu. Từ từ, tướng của nó. Bình tĩnh anh em ơi. Nó phải tấn công mà. Nó chờ quân tiếp viện vào à? Nó có hai đội cung. Lên cái chỗ nào nó quang đãng tí nhìn chiến trường cho nó dễ. Lên đi các con. Một mình Trường Vân này sẽ chơi hết cả team. Cứ giết thằng tướng của nó đầu tiên. Nó là phe tấn công mà mình sao lại phải tấn công nó trước thế này nhỉ? Mày lên đây con. Dồn quân lên đây. Hạ Hầu Uyên. Mình phải kiếm cái đồ gì nó tăng máu cho Hạ Hầu Uyên mới được. À Công Tôn Toản mới được. Tiếc là mình không cho Hạ Hầu Uyên đánh được trận này. Lên. Sắp nhìn thấy nhau rồi. Có nghĩa là sắp bắn nhau rồi. Bắn tên. Cung tên của mình bắn rồi. Nó đang ít tên hơn mình. Tiến lên. Công Tôn Toản ra cánh này. Triệu Vân ra cánh này. Chạy ngựa nó lại. Triệu Vân đâu rồi? Từ từ. Công Tôn Toản đâu? Nó sẽ cho ngựa bắn vào bên này ấy. Chú ý.
可悲的家伙。冷静点，冷静，冷静点。你言辞粗鄙，我当原样奉还。không được, không được để ngựa nó lùa bộ binh của mình. Rồi, cho Triệu Tiểu Long giết tới nó. Bắn bọn giáo này này, giáo này khá tên kém lắm. Rồi chúng nó áp sát rồi, cho bộ binh ra áp sát đánh luôn con ngựa đó. Rồi yên tâm đi, có công Tôn Toản ở đây rồi thì không phải xoắn. Bộ binh cứ bình tĩnh là đánh. Một mình công Tôn Toản nó còn cân cả đám luôn, không phải sợ. Rồi cung tên nào. Xong rồi suy nó. Bắn tiếp bọn cung này. Ăn con ngựa đó. Bình tĩnh đi. Chúng nó đang bỏ chạy rồi. Cung của mình gần hết tên rồi. Cung Tôn Toản rồi. Đập chết chúng nó luôn. Triệu Vân rồi. Ăn luôn mấy thằng cung này. Thanh niên này đâu rồi? Ôi đội cung này của mình chạy xa thế. Lùi lại cung, cung không phải đánh nhau đấy. Cho Triệu Vân giải quyết bọn này được rồi. Ừ, nó bỏ chạy rồi mà. Đây rồi, cho cả quân sư nữa. Có công Tôn Toản đứng chỗ này mà ăn tốt sợ. Tưởng chúng mày thế nào. Rồi, về đây, ăn bọn này cho anh. Triệu Vân ăn lốt thằng này. Triệu Vân máu trâu thế nhỉ. Xong rồi. Xong rồi. Mày nghĩ ăn được anh à. Sơn lý giữ tại yên chiến. Mình sẽ chọn hồi quân đó. Tiếp tục chọn hồi quân, chúng ta sẽ có thêm quân. Heroic Victory. Ôi. Vãi trưởng đội cung của mình bắn thấm thế nhỉ. Ở cái phiên bản này hình như mình chưa được cái trận nào Heroic Victory thì phải. Đây là trận đầu tiên mình Heroic Victory, có nghĩa là chúng ta giành chiến thắng với thương vong nhỏ nhất đúng không? Kiên định ý chí, tuyệt không động摇. Lính của nó chất lắm, mới chết đùa đâu. Hồi quân đã. Mất có 360 thằng quân thôi. Mà chúng ta chọn hồi quân thì chắc chúng ta còn đầy hơn. Rồi. Trương Yên và Vương Không đánh nhau, kệ cho mày. Triệu Vân lên kinh nghiệm. Tào Tung bị giết. Bị bao vây lại thành. Heroic Victory à? Phải chọn bất đồng kế hoạch. Kệ đánh thôi. Có thể sử dụng công thành vũ khí cường công. À chúng ta. Hoặc là đợi đại thời cơ vây khốn địch nhân. Cũng có thể bảo trì vây thành. Bắt buộc phải vây. Phá hủy thành. Bởi vì chúng ta chưa có xe bắn đá.
Chúng ta chưa có xe bắn đá bắt buộc phải vây. Còn bây giờ thì quân đoàn này tiến lên đây. Mình cần một quân sư. Chuẩn bị hành động. Xí thính tuân biện. Lính cung này rẻ bèo mà chất. Rẻ mà chất. Đây là hoàng hậu của chúng ta thì phải. Tống Kim Bình. Đúng rồi, hoàng hậu đấy. Hạ Hữu Nguyên lại đi cùng Tả Tỳ Châu Lan. Thêm một tướng huyền thoại nữa. Tiếc rằng chúng ta chưa có điều kiện để tuyển. Sao cái thành này không sửa được nhỉ? Thôi kệ nó vậy. Bây giờ mình phải lo đối đầu với cái thằng ở trên này. Thằng Công Tôn Độ này. Đúng đau đầu. Trương Yên hợp với mình rồi, Hàn Phúc cũng tạm tạm ký được cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau rồi thì có lẽ mình cũng yên tâm hơn một chút xíu. Bây giờ đây rồi, thằng Viên Thiệu và Trương Yên đánh nhau. Bột Hải đã bị vỡ tường. À. Hải nội, loạn sự tùy định. Vào thành đã. Rồi mày ngon mày ăn đi. Như thế này thì mình lại không vô quân được. À không sợ, mình đua chết bầm nó đi chứ. Cho tướng này ít đồ vào để nó đua đấy. Đúng rồi đây này. Tạm thời cho nó đeo đã, sau này thì sẽ cho Triệu Vân đeo cái món này. Đúng là hai thứ để chuyên để đua này. Hai món này phải dùng cho Triệu Vân này. Yêu hoa chỉ số. À, cứ bình tĩnh. Nó sẽ chưa đánh được. Nó đánh vào đây thì chưa có tường thành à? Chưa có tường thành là nó đập được đấy. Giải quyết nhanh cái vùng này đã. Firic thì cũng phải đánh thôi. Để rút nhanh quân lên phương Bắc đã. Ôi, mất nhiều quân quá. Tiếp lập quyền lực của bạn. Marco, chúng ta được bonus thêm tiền đấy kìa. Trị lý 派系需要府库充盈，而赋税则是保证日常资金来源的关键所在。Công khinh thị gì đấy? Không được thương mại. Vùng này xây cái ruộng nữa. Muốn là thương hay mại cái gì thì cũng phải ruộng. Ôi tốn thực thế. Trừ 3 thực của mình sống làm sao được. Vãi trưởng hợp.
Nó là cái thành to. Bản quân có hệ tình báo,速速呈来。Được đó. Phá hết. Mình cần hệ thống công trình khác ở cái khu vực này. À, ruộng này. Công nghệ. Cộng phút từ fishing này. Đúng thứ mình cần rồi. Âm 1, may quá. Phủ trấn của quyền lực chỉ thị ủy nị và chủ quân. Nị có thể giang tội có báo phụ, tội có năng lực của tướng lĩnh, nhận mệnh vị phủ trấn. Họ sẽ trở thành cử công chi trấn, chủ nị thống nhất thiên hạ. Sang bên này trước hay sang bên này trước nhỉ? Sang bên nào thì cũng như nhau, phút cho general. Có cái gì mà nó tăng lương thảo nhỉ? Mình nhớ là có một cái gì đấy nó tăng lương thảo cơ mà. Mình sẽ tiến cái nhánh này trước. Cái nhánh này nó hỗ trợ cho quân này. Ôi chị ơi, chị không phải nói nhiều đâu, em biết rồi. Rồi, ok. Thành nhà Hán ở bên dưới này còn Viên Thiệu nó tiến đến đây rồi. Viên Thiệu chưa nhìn thấy nó ở đây. Rồi, qua lượt đã. Ôi giời, lấy con này làm gì? Nó phục kích ở Hữu Bắc Bình của mình. 你的人口众多，当务之急是收获粮食，可以拓展领地，获取更多田地，或者发展更多农田。 Ồ, mình để kiểu này nó phục kích ở đâu đó chỗ này, mình không nhìn thấy. 众将且于堂前，谈笑欢迎。 Nhưng nếu nó định đánh vào đây thì cả hai quân đoàn này của mình sẽ đập nó, không sợ. Muốn làm gì thì làm, phải xây cái ruộng này. Hết cơm để ăn thì toi. Thằng Trương Yên này nó đang chiến tranh với thằng Viên Thiệu, Đông Mân, Hàn Phúc, nhà Hán. Hàn Phúc đã đánh ở đây à? Thôi được rồi, cứ để kệ cho mấy thằng này nó đánh nhau đã. Chúng ta đang hòa bình với cả hai thì mình cứ tạm thời an toàn đã. Đây rồi, con lợn này mày chạy lăng quăng ra đây à? Ôi, chúng ta hồi quân nhanh thật. Mày cẩn thận dính âm bút. Bột hải. Xây cái công trình này để nó tăng public order lên đã. U Châu này nữa. U Châu. Rồi, chúng ta lên được thực rồi. U Châu thì đây rồi, không sợ. Tướng gì đây? Tướng mạnh thế. Cộng 10. Tăng tiền cho nó.
17 thì chắc là nó chưa làm phản. Cho nó đi đánh trận một ít là nó lên rồi. Có cái món đồ gì tăng trung thành không nhỉ? Tiếc là mình không có. Nó ưu huy để tướng màu vàng ấy chứ. Chamelo thì lên cho tướng kiện gì nhỉ? Hiệu ứng vị trí cộng income cho các công trình nông nghiệp. Tướng màu xanh là đúng rồi, gì nữa? Mà chúng ta sẽ tốn mất 250 đồng. Từ từ ạ. Xem nào. Xí xin chế yu, đại sĩ ẩn phá. Không có món đồ gì tăng. Yào rú gào sán yi bán, yi lì bù đào. Kinh tế của mình không cho phép Viên Thiệu bảo thiết lập liên minh. Nó mua con ngựa này của mình. Thằng này bị ngáo đá à? À, nó ambush đâu đó chỗ này. Mày thích ambush à? Ờ. Chỗ này anh có quân đông lắm. Cho mày ambush. Nó không có kỵ binh thì nó ambush kiểu gì? Mình biết nó ambush nhưng mà mình vẫn phải đánh nó. Giết được thằng tướng nó thì xong. Ôi chết rồi, quân mình chưa hồi quân hoàn toàn. Trận đoán chi chỉ, vô đồng bị chẳng xuyên trận đào đi. Sáng khoai, nà chú khai đả bà. Nhiều đạo lợi dưng phục vụ. Rồi chẳng bảo chú bộ đội, chú bị chú chợ đạo chợ lý điện. Tân xin, chú sư đi rơi sơ sơ chuẩn thao. Hầu chuẩn bị, chuẩn chả bù lưu. Chợ sâu tư miệng, chợ chí dì dưng. Chợ chạy biên đội, chí binh chuẩn bị, chí binh tại thứ. Chiều văn đỏ giết tướng nó. Tên vào lính Spy này của nó. Đúng rồi, đội kỵ của mình đâu rồi, nhanh không kẻo chết. Lùa ngay mấy thằng này cho anh. Lùa ngay mấy thằng cung. Ôi, chạy, quét tỉnh chạy. Đúng rồi, tiến lên. Mày đuổi tao á? Hả? Mày không biết Triệu Vân đây à? Cung mình thôi, bắn vào cung nó. Đấu cung. Bộ binh nó sẹo hết rồi.
vị binh của mình đâu rồi? Lúa, lúa luôn. Sao phải xoắn đập nó luôn? Giết lốt thằng tướng nó cho anh. Thôi cứ đứng đây bút. Thôi đám này đâu, đi lùa cung nó thôi. Mày nghĩ mày phục kích được anh á? Mày hổ báo nhờ. Mày hổ báo. Nào. Chạy đi, chạy đi. Đúng rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Để đấy, Triệu Vân thoát xử lý nó. Mày xong, ăn tao quá. Ăn tao à, mày phục kích à? À ngon, tao tưởng mày thắng cơ mà. Tưởng mày thắng cơ mà. Công tôn độ thôi rồi. Mày tưởng mày, tao tưởng mày thắng chứ. Tưởng các chú thế nào? Úi xời. Mày chết có 700 quân. Chọn hồi quân đi, quân mình đang mất nhiều quân. Rồi, trận tiếp theo khử nó tại trận luôn. Trời ơi. Cho nó đi tại trận luôn. Hạ Hầu Uyên. Rồi chúng ta lại nhận được thêm một danh hiệu nữa. Tất nhiên là chọn hồi quân để chúng ta có thêm quân nữa. Hồi quân đã. Mình sẽ cố gắng giải quyết thằng này trong khoảng thời gian ngắn nhất. Bây giờ công trình này nó có công trình tăng public order rồi. Tiếp theo là mình phải xây công trình để nó tăng thêm phần trăm phút. Từ đó Trung Sơn này. Thành cấp 4 mới xây được công trình này cơ. À cũng không hẳn hết tiền. 1.000 mình đủ mà. Để nâng thành lên một cấp nữa mới xây được. Đại quận. Thôi nâng Bột Hải vậy. Phải bán ít lương thực đi kiếm tiền thôi. Chia thán chỉ chữ, nán thí yến rận ở chế. Hàm Phúc. Bây giờ mình còn chiến tranh với nhà Hán, Công Tôn Độ và Đông Mân. Nghèo quá. Mình đang nuôi quân quá lớn. Nhưng mà giai đoạn này thì cần phải vậy. Thằng này trung thành. Không được rồi. Đành phải như này thôi. Thế thì mới tăng được trung thành cho nó. Ưu Huy. Thằng khỉ này mày làm anh nghèo là giết sát rồi đấy. Mình nói là mình nghèo kiết xác rồi. Thằng Đông Mân này nó đề nghị hòa bình mà nó bắt mình chi tỷ thứ này á.
Mày bị ngáo đá à con? Rồi, kinh tế của chúng ta đang bị suy giảm kinh khủng. Bán thực đi kiếm tiền thôi anh em ơi. Anh cho em xin ít tiền. $600 nữa, không có kể lắm nhỉ. $300 trong 10 lượt là 3.000. Đúng rồi. Bán cho thằng này. Thỏa hàn phức kìa nữa này. Chúng ta sẽ thảo một phần. Tự xí sáng sáng. Hàn Lệ An. Hai thực. Có kẻ bớt một thêm hai. Rồi. Mình cần có một chút tiền để duy trì cuộc chiến này á. Thằng này với thằng này thì đang đánh nhau. Và khả năng cao thì nó sẽ đánh được vào đây. Mình không chắc lắm nhưng mà mình đang có những cái thành to xung quanh của mình, là các cái thành to này thì nó cũng khá là yên tâm ấy. Nhưng mà thôi được. Xin tuân mệnh lệnh. Cái đông như thế. Cương cường bất chư. Vây gia hải nội. Loạn sự tùy định. Mua thêm mấy thằng lính nông dân nữa. Bọn này rẻ này. Bọn này mấy bọn này nó chỉ đắt hơn nhau tí. Đắt gấp đôi mà nó ngon. Áp kíp thì nó chỉ cao hơn $40. Khó nhỉ. Thôi được, giai đoạn đầu này thì cứ lông dân mà chơi thôi. Ừ, chưa đủ tiền đâu. Giai đoạn này thì cứ lính nông dân mà chơi. Nó cho phép triển khai quân đội trên thánh thổ ở nhau á? Không. Mày đang chiến tranh với cái thằng đấy, thằng này. Xin xin mệnh lệnh, lù hầu ba, bạch mã bén thắng. Thắng được không? Tỷ lệ thắng cao. Cứ thắng là được, mình sẽ không quan trọng về vấn đề có thương vong không. Thành này nó không có quân, tốt quá. Tốt rồi, chúng ta sẽ có thêm tiền. Áo thêm thầy. Sao sử dụng nụ hỏa, xấu mẹ đi chân. Vạn vạn bất cơ.
这样行不通。问我呢？正气如火，熊熊不息。不，那我搞不搞得圈落嘞？chúng ta có Hạ Hầu Nguyên ở đây cơ mà, càng tốt hơn nó. Cái chính nhất là nó không có kỵ binh. Cộng 25% phút từ các công trình. Đúng rồi, lên ngay. Chúng ta có lương thực rồi. Mùa xuân. Bây giờ Bia lại vô yang à. Chúng ta sẽ thảo một phen. Tỉ mỉ xem xét. Thôi được rồi, chúng ta phải giữ hòa hiếu với cả hai phe. Thằng này à, thằng này nó đang đánh chiến tranh với thằng này, nó đang chiếm cái khu vùng này. Tạm thời bây giờ thì mình cứ để hòa bình đã, bởi vì mình cũng không có tiền để làm gì cả. Đấy. Không xây được, phải nâng cấp thành lên. À, ambush. Mày ambush à? Cho mày đứng đấy mà ambush. Rồi. Mày thích ambush này. Quyền lực phân trận, thì trận vô bất thắng. Thị thành quy của tôi sở hữu rồi. Chúng ta nhận được cái gì đây? Giảm hồi máu cho quân đội. Vãi thật. Trừ 15% hồi quân. Trung tướng chỉ ở đằng trước, hàn xiao hoan yin. Ba ngàn. Nâng cả cá lên đã. Không xây được mới đâu. Phải nâng cấp thành lên mới xây được. Có cái thành này chị An. Bột hải thấp nhất. Bột hải đâu? Đây à? Ờ, xây cái đồn gác này đã. Nó đứng ra mai phục mình ở đây à? Thằng chó U Huy cũng mạnh phết đấy. Có cả Hạ Hầu Uyên. Hòa Hoa đã thêm một tướng nữa. Không cần vội. Mày phục kích không được lại rút về à con? Thế thì mày mất nhà mất cửa rồi. Khương Yên và chị Khương nó đánh nhau rồi. Mình tưởng đấy em này là chị. Đánh này chúng ta sẽ có sự hiểm trợ của cả phe này à? Mày xong. Mày xong. Rồi trận này auto. Dễ thì mình sẽ, cái trận nào mà nó thắng được thì mình sẽ auto. Trận nào khó thì mình sẽ đánh tay. Mày. Chọn tiếp hồi quân đi. Chúng ta
快去！xem có kiếm được có món đồ gì không? Cha kiếm được đồ đạc gì à? Thế nhá. Bây giờ là mình sẽ phải à xem mà có đồ gì à? Quân Ninh và Altony. Đây rồi. Có thể tuyển được đội xạ kỵ này. Nếu như đeo cái này lên thì quân sư nó sẽ tuyển được xạ kỵ. Tăng 4 quân hình đấy. Quân đoàn của Hạ Hồ Uyên. Đảo bình thiên hạ. Sentinel. Thực ra những cái món đồ này phải trao cho Hạ Hồ Uyên, cho đây. Nếu mình không nhầm là chúng ta có thể tuyển được cái đội hay quá, giải quyết lốt chiến trường phương Bắc á, Bột Hải. Bột Hải chị An tăng rồi, Hữu Bắc Bình vẫn đang giảm. Liêu Tây. Sửa chữa Liêu Tây. Mệt quá nhỉ. Bây giờ là đánh lên cái Liêu Tây này nữa là chúng ta kiểm soát được thành, chúng ta sẽ trở thành Bắc Bình Vương luôn. Thằng công tôn độ đó đề nghị hòa bình và nó chi cho chúng ta mỗi một lượt là không đập lốt. Mình ký cái hiệp ước đấy mà mình đập nó luôn thì mình sẽ bị trừ điểm ngoại giao rất mạnh. Chúng ta cần mất vài lượt nữa mới đến được đất của nó. Tranh thủ mình sẽ hồi quân. Bột Hải. Liêu Tây vẫn đang bị trừ. Đại quận. Đây à, có thể là chúng ta sẽ tiếp tục bán lương thực á. Thằng này nó giàu lương thực thì làm ăn gì. Hàn Lệ An không có gì mạnh lắm. Hoan nghênh, bạn bè. Mình đu dây ngoại giao à? Mình vừa làm ăn với Trương Yên lại vừa làm ăn với cả thằng này. Nó sẽ chiếm nốt vùng Nhạn Môn này nữa là chúng ta sẽ yên ổn rồi.
Trương Yến ơi là Trương Yến. Thôi cố gắng. Nó mua cái món này của mình. Chúng ta sẽ nhận được gần này tiền, mất cái món đồ này thôi. Một 100% Dragon Bonus à? Mobile Cavalry. Sao mình lại có cái món đồ này nhỉ? Rất giàu. Hiệp định thương mại. Mỗi lượt chúng ta sẽ được khá nhiều tiền đấy chứ. Thôi chấp nhận vậy, bởi vì là dù sao mình không dùng đến những món đồ đấy. Chưa dùng đến. Để có tiền để làm các việc khác á. Đấy. Chúng ta sẽ có rất là nhiều tiền đây này. Đôi khi chúng ta cũng phải đu dây ngoại giao một tí. Đúng rồi, nâng cấp cái thành này lên một bước nữa. Nâng thực trước. Nâng thực trước ạ. Yu ping thiên xia, bi xu xin ru tie shi. Xi ting zun bi, lie huo liao yuan. Dian ren ji qing. Hay quá. Mày đã xong. Mày đã xong. Chúng ta đã là Bắc Bình Vương rồi. Bắc Bình Vương đã hủy diệt xong công tôn độ. Như vậy là kẻ thù phương Bắc của chúng ta không còn nữa rồi. Trung tướng chỉ ở đằng trước, hán hiệu hoan yến. Chu trung sự ngày, kim ngày sử quy. Lại một lần cảm nhận được gia đình ấm áp. Hết 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 quân. Bắc Bình Vương rồi. Cái này cộng vào công nghiệp à? Thương mại. Công nghiệp. Giàu lắm, phương Bắc của mình giàu á. Mùa đông. Mọi thứ đến đây là ổn đúng không ạ? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.